Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 3, ông Cầm Bá Huyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phò Mã hay Tuấn 36, sinh năm 1984, người vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về hành vi đánh bạc là công dân của thị trấn. Lãnh đạo thị trấn Thường Xuân thông tin, vợ chồng Tuấn có đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, thị trấn Thường Xuân. Sau khi kết hôn với một người phụ nữ ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, vợ chồng Tuấn không thường xuyên ở địa phương. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thường Xuân, Hoàng Đình Tuấn từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau khi chấp hành án phạt tù xong, Tuấn cùng vợ sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Về cái tên Tuấn Phỏ Mã, chính quyền địa phương cũng chỉ nghe thông tin trên mạng xã hội, chứ thực tế Hoàng Đình Tuấn có bố mẹ làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ quê, còn bố mẹ vợ cũng là công dân lao động bình thường, chứ không phải cán bộ lãnh đạo. Trước đó, ngày 6 tháng 2, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Phỏ Mã hay Tuấn 36, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi đánh bạc. Theo Công an huyện Yên Phong, Tuấn được xác định đánh bạc dưới hình thức cá độ bida tại một quán trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Hiện cơ quan điều tra mới tạm giữ nghi phạm và đang củng cố hồ sơ chứng cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Tuấn. Được biết, Tuấn phò mã nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube. Người này chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông một cách êm đẹp và giải thích về luật giao thông đường bộ. Thậm chí khi người đàn ông này có mặt, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Điển hình như trong một video đăng ngày 1 tháng 11 năm 2023, Tuấn Phò Mã quay lại hình ảnh một người phụ nữ dừng xe máy trên vỉa hè, chạy đến nói chuyện với một cán bộ mặc sắc phục của cảnh sát giao thông đứng ở bốt, rồi nhanh chóng quay lại dắt xe máy rời đi. Cùng lúc này, một người đàn ông được cho là Tuấn Phò Mã ngồi trong xe ô tô chạy xe tới, nói vọng ra. Anh em thấy không? Đấy, em ra đi luôn. Sướng, chị cứ tưởng là được đi luôn đấy nha. Rất chi là may đấy nha. Sau đó, người đàn ông này hạ kính ô tô, nói với người phụ nữ, nhớ về cảm ơn em nhé, cứ về tìm Tuấn Phò Mã 36 là biết, người phụ nữ này gật đầu rồi chạy xe đi. Hiện kênh TikTok của Tuấn Phò Mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, còn có nội dung bán máy cạo dâu thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người xem. Vụ án giết người rúng động những ngày qua ở Lai Châu xảy ra tại bản phiêng áng xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên vào tối ngày 5 tháng 3. Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Lả, sinh năm 2003, trú tại bản phiêng áng. Đối tượng gây án là Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sinh Hồ. Nói về hoàn cảnh của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ. Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất nghèo, trong nhà không có một thiết bị giá trị nào, không có cả thiết bị điện. Đối tượng và nạn nhân sống kế bên phòng của bố mẹ nạn nhân. Khi nạn nhân chết, gia đình có ý định chỉ mượn ít cốt pha của hàng xóm để trôn cất. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đã vận dụng các chính sách của nhà nước, đồng thời kêu gọi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân được gần 20 triệu đồng để lo tang lễ cho nạn nhân. Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, gia đình nạn nhân thuộc diện di dân, nạn nhân là con của một gia đình có người bố đã xây dựng gia đình lần thứ ba. Nạn nhân cũng đã ly hôn, cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man này có hai con nhỏ. Người con đầu của nạn nhân sinh năm 2018 là con gái, người con thứ hai của nạn nhân là cháu trai sinh năm 2022. Những hình ảnh rất thương, hai cháu khóc thảm thiết bên thi thể mẹ, ông ngoại có biểu hiện về mặt thần kinh. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự đã có những thông điệp gửi tới các mạnh thường quân. Đã có rất nhiều tổ chức muốn giúp đỡ hai cháu này. Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã và đang triển khai các bước tính toán vận dụng các quy định đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra sớm hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xử án điểm và xét xử lưu động nhằm mang tính gian đe. Theo điều tra ban đầu, vụ án sát hại người yêu liên quan đến tiền bạc chỉ để giải quyết những cơn giận trong mâu thuẫn. Được biết, cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, đối tượng Lò Văn Sương và chị Lò Thị Lả nạn nhân có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cả hai về nhà chị Lả tại Tân Uyên chung sống. Hai người đã chung mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha, chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ Tết, do chơi bời thiếu tiền nên Sươm cầm cố chiếc xe máy trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó giữa chị Lả và Sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Sươm đi uống rượu ở trong bàn phiêng áng về, bị chị Lả chửi mắng, gấp quần áo đuổi ra khỏi nhà của mình. Khi hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn, Sươm tức giận chạy vào nhà lấy một con dao nhọn cán bằng gỗ chém hai nhát, khiến nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ và xót thương cho cái chết của cô gái còn quá trẻ, trong khi trước đó đối tượng còn đăng ảnh lên mạng xã hội. Điều đáng nói, đối tượng gây án chỉ 23 tuổi, dù thời gian yêu nhau có mặn nồng thắm thiết, nhưng đến khi tức giận, nam thanh niên ra tay sát hại chính người mình yêu rồi nhận lấy kết cục bi thảm. Chỉ còn đó nỗi đau cho cả hai bên gia đình, cho bạn bè và những người ở lại. Điều này cho thấy với một nhân cách bị lệch lạc, khi gặp phải các tình huống không như ý, dễ làm các đối tượng cảm thấy bị tổn thương kích động, biến thành cơn giận dữ rồi gây hại cho người xung quanh. Những lệch lạc, tiêu cực trong nhân cách đối tượng không tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của quá trình giáo dục từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, hoàn cảnh gia đình của đối tượng Lò Văn Sương vô cùng éo le tăm tối, Bố mẹ bỏ nhau lúc Sương 4 tuổi, bố đi tù, mẹ đi lấy chồng, Sương ở với bà nội và chú ruột đều nghiện hút. Do không được học hành, giáo dục nên Sương không biết chữ, không nhận thức được bản chất đúng sai và sự nguy hiểm hành động của mình. Sương nay đây mai đó không có việc làm ổn định, tài sản chung với nạn nhân là chiếc xe máy. Sương cũng cầm cố để lấy tiền chi tiêu và thậm chí để mua ma túy sử dụng. Trước khi ra tay tàn độc với người tình, Sươm đã uống rượu và bị kích động mạnh do bị chửi bới đuổi ra khỏi nhà. Kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế, Sươm dương tính với ma túy. Từ vụ việc đau lòng trên cho thấy, gia đình có vai trò quan trọng trong giáo dục nhân cách sống của mỗi người. Để phòng ngừa ngăn chặn hiện tượng trẻ hóa tội phạm, giải pháp căn cơ nhất là giáo dục. Nếu thiếu vắng đi sự dạy dỗ của cha mẹ từ nhỏ, sẽ khiến những đứa trẻ này có suy nghĩ lệch lạc và dễ vi phạm pháp luật. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt được Phạm Ngọc Tiên sinh năm 1994, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, từng bị truy nã đặc biệt can tội giết người và làm nhục người khác khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021, đối tượng Phạm Văn Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng gia ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Phạm Văn Tiên đưa nhiều nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Phạm Văn Tiên cùng đồng bọn, trong đó có đối tượng Phạm Công Đạt, dụ dỗ lừa một số em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên. Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Phạm Công Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi phục vụ khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị Tiên tịch thu lại. Khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập đe dọa. Từ cầu cứu của gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng gia. Tại đây, cơ quan công an phát hiện 8 nhân viên nữ nhốt trong phòng. Khi thấy công an đến, các nhân viên nhốt trong phòng vui mừng khi được giải thoát. Rất nhiều nhân viên nữ bị thương tích đầy mình. Có một số nữ nhân viên trên da thịt còn vết thương mới đánh vài ngày. Một nạn nhân tên là Ngô Thị Tê, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, thời điểm đó trong tình trạng khắp người bầm dập, thầm tím bởi các vết thương sau những lần tra tấn kinh hoàng bằng trích điện, dao gậy kể em bị tra tấn đánh đập nhiều lần từ khi ở tỉnh Bình Dương đến lúc về Quảng Ngãi. Tiên cùng đạt đánh tê khi dùng tay nhiều lần dùng gậy. Có một lần em bị tiên bảo đạt đổ nước ra sàn nhà, bắt em đứng vào vũng nước rồi lấy bình ác quy dùng để xiệc cá chích vào người, làm em bị điện giật gây thương tích. Không dừng lại ở đó, tiên tiếp tục bắt em lột quần áo trên người rồi ngồi xuống vũng nước để tiên dùng điện chích. Mặc cho em khóc lóc van xin, nhưng tiên không dừng lại mà bắt em lên tầng 2 quán karaoke, ngồi vào khung sắt. Sau đó, Tiên dùng điện bình ác quy dí vào khung sắt khiến em bị điện giật nãy văng ra cả mét. Lần tra tấn đó kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, đến khi em kiệt sức, thương tích khắp người thì nhóm Tiên đạt mới dừng lại, nạn nhân tê kể. Trong số các nạn nhân có em Hồ Thị Nờ ở huyện Trà Bồng, em Đinh Thị Quy ở huyện Sơn Tây, Quy kể đã bị đưa vào phòng riêng và một số nữ nhân viên khác rồi đánh đập không thương tiếc. Theo cơ quan điều tra, mỗi khi tra tấn đánh đập, Tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến cảnh tra tấn nhằm gian đe, phải khiếp sợ và nghe lời chúng. Việc tra tấn đánh đập dã man trong động quỷ đã làm cho nhiều thiếu nữ bị suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Sau khi thực hiện hành vi tàn ác dã man gây phẫn nộ trong xã hội, Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Tiên về tội giết người và làm nhục người khác. Biết bị truy nã, Tiên đã lẩn trốn và ẩn núp tại nhiều nơi. Quá trình lẩn trốn, đối tượng luôn mang theo hung khí nguy hiểm bên mình và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Đồng bọn của Tiên, đối tượng Phạm Công Đạt, vào tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và gia đình vận động ra đầu thú. Vào đầu tháng 3 năm 2024 vừa qua, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh áp sát bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn tại một nhà xưởng trên địa bàn xã Đông Thạnh. Tổ công tác đã thu giữ được một số hung khí nguy hiểm mà đối tượng luôn mang theo mình. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng tiên về Quảng Ngãi, tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.